ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thùa phổ cập, đám mưa lành rủi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bức Thầy. Đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư vừa xong. Và bây giờ con thấy tín hiệu của ngài Tuệ Siêu vừa vào râm. Con kính cung thỉnh ngài Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Xin quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Luka sanna thang varamutama hang puthan ja thamman ja panama misankham. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay lớp kinh chuyên đề thứ bảy chúng ta sẽ học thanh tịnh đạo tiếp theo. Tuần trước chúng ta đã học về cái pháp môn tùy niệm Phật, hay là pháp môn niệm Phật ở trong 10 địa mục cận định, 10 địa mục đắc cận định. Hôm nay chúng ta sẽ học về đề mục tùy niệm pháp Thammanusati. Thông thường thì người Phật tử chúng ta chỉ nghe nói là niệm Phật, như là các khóa tu niệm Phật chẳng hạn. Không có trường hợp nào mà gọi là
cái khóa tu niệm pháp hay niệm tăng hết. Bởi vì chỉ có ở trong cái pháp môn thiền định mới có 10, mới có 6 cái pháp tùy niệm này: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Và 6 cái pháp môn tùy niệm đó có trong kinh điển Pali, chứ trong kinh điển Hán Tạng không có thấy đề cập đến. Và do Phật tử chúng ta, nếu là Phật tử năm tông thì còn có thể nghe là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nhưng mà Phật tử bất tông thì ít có biết đến. Như vậy thì tùy niệm pháp, tham anusati là gì? Thưa quý vị, cái sự tùy niệm có cảm hứng từ giáo pháp, tức là niệm tưởng những cái đức tính đặc biệt của giáo, của giáo pháp được Đức Phật thuyết. Như vậy gọi là niệm pháp hay là tùy niệm pháp. Có những người họ nặng về cái niềm tin, có khuynh hướng về niềm tin, thì họ tùy niệm Phật. Có người có khuynh hướng về tinh tấn, Viriyatika, thì họ sẽ có cảm hứng để tùy niệm tăng, tức là những bậc tu được quần tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đệ tử của Đức Phật, các bậc thanh văn, là đã thừa hành theo chánh pháp. Các vị đó đã đạt đến cái mục đích cứu cánh mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Thì con đường thực hành, các vị đó có tinh tấn thực hành. Rồi còn cái người mà họ nặng về trí tuệ thì họ lại có cảm hứng hành cái pháp môn tùy niệm pháp, cái đề mục tùy niệm pháp. Như vậy chúng ta có 3 cái pháp tùy niệm lúc đầu là Puttanusati, Thammanusati và Sanghanusati, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì nó tương ứng với 3 cái khuynh hướng của vị hành giả: về đức tin, về tinh tấn, về trí tuệ. Những cái đức tính đặc biệt của giáo pháp là thế nào? Ở đây thưa quý vị, rất là quen thuộc, nhưng mà vì chúng ta không có biết vận dụng cái ân đức pháp đó để làm cái đề tài xịn cho khởi tâm quan hỷ. Bởi vì ở trong mình kinh Lễ Bát Tam Bảo đó, thì khi mà lễ Phật thì chúng ta có 10 hồng niệm, 10 hồng danh của Đức Phật: Itibiso, Phakwa, Arahant, Sambuddho, v.v.
Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh lương tri, minh hạnh túc, thiện thể thế nhân giả, vô thượng sĩ, đệ vượng trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Rồi khi mà chúng ta lễ pháp, trong đó Svakato Phakvata Thammo Sandhitiko Vakaliko Ehibasiko Opanayiko Vachatang Veditapo Vinyuhi, thì sáu cái đức tính của đức tính đặc biệt của giáo pháp mà chúng ta đọc ở đây, pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết là thiết thực hiện tại Sanditiko, Akaliko vượt ngoài thời gian, Ehibasiko đến để mà thấy, Upanayiko hiệu năng hướng thượng, Vachatang Veditapu như ý trí giả thân chứng, tức là bậc trí tự mình chứng nghiệm. Như vậy gọi là ưng đức pháp, tức là sáu. Mà sáu cái này chúng ta phải chú ý cái ý nghĩa. Đây là ý nghĩa của sáu ân đức pháp. Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn Svakato Phakvata Thammo. Cái giáo pháp này có cái đặc tính là Svakato, là khéo thuyết, nghĩa là lời dạy của Đức Phật thuyết có tính toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối, gọi là khéo thuyết. Giáo pháp của Đức Phật toàn hảo vì văn nghĩa đầy đủ, vì đưa đến kết quả tốt đẹp cho người thực hành, vì hoàn toàn viên mãn, không có gì cần thêm bớt, vì được tuyên bố thích đáng, không có sự mâu thuẫn, và vì đạo lộ thực hành cùng mục đích cứu cánh được tuyên bố một cách xác thực chắc chắn, nên giáo pháp toàn hảo được gọi là khéo thuyết Svakato. Cái chữ khéo thuyết Svakato đó, chúng ta phải hiểu ý nghĩa theo thân đạo như vậy đó, thưa quý vị. Ngài Bất Thất Cô Xá, Ngài đã giải thích như thế. Ý nghĩa thứ hai gọi là thiết thực hiện tại Sanditiko, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật đem đến hiệu quả thấy rõ trước mắt. Như khi một người bị tham sân si chi phối, nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai và cảm thọ khổ ưu. Khi tham sân si đã được đoạn trừ thì nó không còn nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và nó không còn cảm thọ khổ ưu nữa. Như vậy gọi là thiết thực hiện tại. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây giáo pháp giống như là một cái phương diệu dược. Khi mà chúng ta
đang bị nhức đầu hay cảm sốt, chúng ta uống cái viên thuốc thuốc cảm sốt nhức đầu đó vào, Tylenol hay là paracetamol chẳng hạn, chúng ta uống vào thì chỉ vài phút sau thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ đi. Cũng vậy, khi một người mà bị phiền não chi phối thì nó cảm thọ khổ ưu và nó nghĩ đến cái chuyện mà hại mình, hại người, hại cả hai. Nhưng mà khi thực hành theo giáo pháp khiến cho tham sân si được trừ diệt thì người ấy không còn nghĩ đến cái chuyện hại mình, hại người, hại cả hai, và không còn cảm thọ khổ ưu nữa. Như vậy gọi là thiết thực hiện tại. Hoặc như một người gặp hoàn cảnh khổ đau, tư tưởng bị bế tắc, nếu nó biết suy nghĩ theo tính chất mà giáo pháp được dạy, giáo pháp đã dạy theo tính chất là vô thường, khổ đau, vô ngã, thì tâm sẽ được cởi mở. Đó là tính thiết thực của giáo pháp. Cho nên chúng ta gọi là pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện. Đặc tính thứ ba vượt ngoài thời gian, Akaliko. Nghĩa là giáo pháp của Đức Phật không phải có giá trị hữu hạn, mà giá trị của giáo pháp là vô hạn. Những gì Đức Phật đã tuyên bố, đời là khổ, sống chân chánh thực hành thánh đạo sẽ đoạn diệt khổ, vân vân, thì xưa và nay và sau này vẫn đúng là như vậy, không phải khác hơn. Hoặc Đức Phật đã dạy rằng gieo nhân xấu gặp quả xấu, tạo nhân tốt thì hưởng quả tốt. Vấn đề đó thì xưa, nay và sau này vẫn là như vậy. Nghĩa là quá khứ, là hiện tại hoặc là cho đến tương lai, thì ý nghĩa của giáo pháp Đức Phật giải thích là như vậy, không có cái sự thay đổi. Thí dụ như thời xưa, cách đây trên 26 thế kỷ, Đức Phật đã tuyên bố sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là phục khổ, phải xa lìa người thân thương là khổ, mà phải cộng trú sống chung với người ghét thì là khổ, muốn cái gì mà bất tội nguyện là khổ, ngủ thủ quẩn là khổ. Ngài đã tuyên bố sự khổ đó thì ngay trong hiện tại này chúng ta thấy rõ ràng cái sự khổ đó đâu phải là cái chuyện mà hồi xưa mới có, thời nay cũng có đâu. Thời nay cũng là khổ, tương lai cũng vậy. Và khi mà Đức Phật là tuyên bố khổ này có nguyên nhân, tức là do vô minh và ái làm cho phát sinh khổ, thì cái đó xưa nay là gì? Hễ con người càng tham vọng nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó. Cái đó là điều hiển nhiên. Đúng không? Thì như vậy đây được gọi là vượt ngoài thời gian. Vượt ngoài thời gian ở đây tức là không có lỗi thời lúc nào hết.
ngày xưa đó, cái pháp thế gian thì cũng có lỗi thời đấy, thưa quý vị. Ngày xưa khi mà chúng ta bắt đầu học computer, tức là học cách sử dụng máy vi tính, thì cách đây mười mấy, hai chục năm về trước, chúng ta học lý thuyết nó khác, chúng ta thực hành cũng khác. Mà cho đến bây giờ, càng lúc cái máy vi tính nó càng tinh vi hơn, thì do đó cho nên bây giờ nó sẽ đổi khác. Cái kiến thức cũ xài không được, phải cập nhật cái kiến thức mới mới xài được, mới sử dụng cái máy được. Còn giáo pháp của Đức Phật thì không phải đâu, thưa quý vị. Tại vì chúng ta kẻ phàm phu, vô minh, ngu si, cho nên chúng ta mới nghĩ cái chuyện là thời buổi bây giờ mà thực mà tu theo Đức Phật thì lỗi thời quá. Cái đó là tại vì ngu si tiểu trí, chúng ta không biết. Hễ mình khổ do tham sân si thì bây giờ làm sao mà cái chuyện đó là Đức Phật đã nói từ xưa mà cho đến bây giờ cũng khổ do tham sân si, mà ở trong tương lai cũng khổ do tham sân si. Cái đó là tính thiết thực, cái tính là vượt ngoài thời gian. Rồi thứ tư, đặc tính thứ tư Basico đến đây. Cái đặc tính này có nghĩa là gì, thưa quý vị? Nghĩa là giáo pháp này đáng được khai mời rồi, hãy đến để mà thấy giáo pháp này. Ehi Pasa Ivantama, vì giáo pháp này là chân lý đã được tìm thấy, và vì giáo pháp này là thực hành là thật sự thanh tịnh, cho nên giáo pháp này Đức Phật không có giấu giếm, không có giống như là bùa chú mà phải dạy cho người này không dạy, không truyền cho người kia, không phải vậy. Và Đức Phật ngài thuyết pháp một cách minh bạch, ngài tuyên bố như vậy đó. Ai muốn được an vui, muốn thoát khỏi sự khổ luân hồi thì cứ việc thực hành, còn không muốn thì thôi. Chứ ngài không có ép, ngài không có ép buộc, và ngài cũng không phải trao truyền cho ai một cách bí mật. Có những cái môn học hoặc là có những cái nghề nghiệp mà người ta không có truyền dạy cho người ngoài, chỉ dạy cho người trong nhà thôi và bí mật. Dầu cho mình bỏ vàng ra để em đi học cái nghề đó, người ta cũng không chỉ. Hoặc là như ngư thuật, hoặc là võ thuật. Khi mà ông thầy muốn truyền dạy cho người khác thì ông phải lựa người, phải xem tướng tá của người đó như thế nào, xứng đáng để là cái người mà nói truyền thì họ mới dạy. Nhưng mà giáo pháp Đức Phật thì không, vì giáo pháp này thật sự là thanh tịnh, giáo pháp này là một chân lý đã được tìm thấy, cho nên cái giáo pháp này Đức Phật này công khai đến để mà thấy. Một lẽ nữa, giáo pháp này đến để thấy chân lý giải thoát, chứ không phải đến để tín ngưỡng cúng bái cầu nguyện. Cái lẽ thứ hai này chúng ta cũng phải ghi nhớ một chút.
Nếu mà có ai đó mà mời gọi quý rũ người khác đi theo cái giáo pháp, tín ngưỡng của giáo pháp để cúng bái cầu nguyện, thì chúng ta nên biết cái đó không phải là đúng theo cái truyền thống chánh pháp. Giáo pháp này Ehipasipo đến để mà thấy chân lý giải thoát. Thì cái chuyện mà thấy chân lý giải thoát là mỗi người tự nhận thức Đức Phật Ngài đã dạy ra đó, Ngài đã trình bày như vậy, rõ ràng minh bạch như vậy, thì tự chúng ta phải biết. Chứ Ngài không bắt chúng ta đi đến để mà đánh lễ Ngài, để mà thờ cúng Ngài, rồi Ngài sẽ phù hộ cho, không phải vậy. Chính vì đó nên gọi là đặc tính đến để mà thấy. Thứ năm là hiệu năng hướng thượng, Upanayiko. Nghĩa là giáo pháp này hướng đạo, dẫn dắt con người đi đến chỗ chánh thiện, đưa con người đến giác ngộ giải thoát. Và một lẽ nữa là chữ Upanayiko giáo pháp dẫn dắt con người đi đến chỗ, từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, từ bờ mê đi đến bến giác. Và mỗi một điều giáo pháp và Đức Thế Tôn đã dạy thì thực hành theo cái điều đó thì chúng ta sẽ được một cái sự an lạc. Đức Phật ví dụ giống như là Tôn giả Nanda sau khi nghe pháp của Đức Phật thuyết, thì cho các tỳ kheo Đức Phật nói rằng cái giáo pháp này cũng giống như cái bánh mật, ăn một miếng thì thưởng cái hương vị thơm ngon một miếng. Cho nên cái bài kinh đó, Tôn giả Nanda ra bài Đức Thế Tôn, bài kinh này đặt tên là bài kinh gì, Đức Phật nói nếu vậy thì hãy đặt là kinh mật hoàng, mật hoàng tức là kinh bánh mật, bánh bột như mà người ta rưới mật lên trên người ta chiên, thưa quý vị, ngon lắm. Ở bên Ấn Độ bây giờ cái bánh nó truyền thống. Thì cái giáo pháp này, cái hiệu năng hướng thượng, hãy chúng ta thực hành một pháp thì chúng ta có lợi một pháp. Cái đặc tính thứ sáu là trí giả tự chứng, bất chánh tăng quê đi tắc vô quy nhân hí. Nghĩa là giáo pháp cần được chứng nghiệm do chính mình, và phải là người có trí mới chứng nghiệm được giáo pháp được. Bởi không phải nhờ người khác tu tập giùm đắc đạo quả giùm, không có ai tu tập giùm cho ai được hết, và cũng không ai đắc đạo quả giùm cho ai hết. Không thể cha mẹ đi đến chùa rồi mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con có những người con, xin Đức Thế Tôn hãy phong cho nó đứa gọi là bậc tu đà quần, đứa gọi là bậc tư đà hàm, bậc a na hàm, bậc a la hán, phải vậy. Ngay cả ông Cất Cu Độc, khi mà ông ta là một vị thánh cư sĩ tu đà quần, ông ta muốn
đứa con trai của út của mình là Kalat cũng xu hướng theo giáo pháp để thuận dòng. Ông ta cũng phải dụ cho nó đi chùa, dụ cho nó giữ giới, thưởng tiền cho nó để nó nghe pháp. Đến chừng khi nghe pháp rồi tự nó chứng được đạo quả tùng trường quần thì tức khắc nó không còn tham tiền thưởng của người cha nữa. Và Đức Phật nói quả vị tu đường quần của Ca Lát còn giá trị hơn một vị vua thống lãnh quả đất, hơn cái ngai vị chuyển lương vương hay là cái cương vị của Đức Trời Đế Thích nữa. Và trong cái ý nghĩa này đó, trong ý nghĩa thứ sáu đặc tính này đó, giờ giáo pháp, giáo pháp này phải được chứng nghiệm bởi người có trí, chứ không phải là cái người thiểu trí. Giáo pháp này không phải là lĩnh vực của kẻ ngu có thể chứng nghiệm. Thì dù thí dụ như bây giờ cái chuyện mà bói toán cúng sao hạn vân vân, thì cái chuyện đó là do cái người thiểu trí họ đi đến, họ đặt tiền, họ xin cúng cũng được, cũng sao. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật thì không. Người thiểu trí họ đến họ không hiểu gì hết, mà không hiểu gì cả thì họ sẽ đứng ở ngoài lề, chứ họ không thể nào thâm nhập được giáo pháp. Cho nên muốn hiểu được giáo pháp này, thực nghiệm được giáo pháp này, chứng nghiệm được giáo pháp này phải là người trí. Và người trí đó tự mình chứng nghiệm chứ không phải nhờ ai chứng nghiệm giùm. Cho nên cái đặc tính của giáo pháp nó có sáu, có sáu cái đặc tính như vậy, chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà hành giả muốn tu tập tùy niệm pháp thì phải tu tập như thế nào. Ở đây vì hành giả muốn tu tập tùy niệm pháp thì cần phải học và thông hiểu ý nghĩa của sáu ân đức pháp như vậy, rồi đi đến cái chỗ yên tĩnh độc cư, ngồi xuống và khởi niềm tin mãnh liệt đối với giáo pháp, bắt đầu niệm tưởng những đức tính đặc biệt của giáo pháp như sau: Soa Kato Phakwata Thamo, giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, gọi là được khéo thuyết vì văn nghĩa đầy đủ, đưa đến quả tốt đẹp vì được tuyên bố chính đáng và nêu rõ đạo lượng cứu cánh. Chúng ta cứ học thuộc lòng nhiều đó, chúng ta cứ nhớ cho đủ. Hay là Phakvato Thammo Sanditiko, giáo pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại vì như khi nãy chúng ta đã học đó, vì đem đến hiệu quả thấy rõ trước mắt. Phakvata Phakvato Thammo Akaliko, giáo pháp của tôi là vượt ngoài thời gian, vì giáo pháp của Đức Phật không phải có giá trị hữu hạn mà có giá trị vô hạn. Được giáo pháp là đến để mà thấy vì đến với giáo pháp này là để thấy chân lý giải thoát, chứ không phải đến để tín ngưỡng kính bái.
hoặc là chúng ta niệm tưởng giáo pháp thì có hiệu năng hướng thượng, vì giáo pháp này hướng đạo dẫn dắt con người đi đến chỗ thánh thiện. Hoặc là chúng ta niệm tưởng rằng giáo pháp là do trí giả thường chứng, vì sự sâu xa của giáo pháp chỉ có bậc trí mới thấu hiểu và được thực hiện do chính mình, không nhờ ai. Tôn chứng dùm. Khi hành giả suy niệm những đức tính đặc biệt của giáo pháp như vậy, thì ngay khi ấy tâm vị hành giả không bị tham sân si chi phối, và tâm được an tịnh nhờ cảm hứng từ pháp. Điều này cũng cần nói thêm rằng là không phải chúng ta chỉ học thuộc lòng rồi chúng ta nhớ, chúng ta ngồi đó, chúng ta niệm trong tâm như là chúng ta thuộc lòng một bài kinh, chúng ta niệm suông như vậy thì không có đưa đến. Một cái sự an tịnh không có đem lại một cái sự cảm hứng. Và niệm suông như vậy đó thì tâm của vị ấy vẫn bị phiền não thật sự nó ám ảnh. Cho nên khi mà chúng ta tùy niệm pháp, cái lợi của cái sự niệm pháp là chúng ta phải có cái sự hành theo giáo pháp, chúng ta cảm nhận được cái giá trị của giáo pháp, rồi chúng ta tùy niệm pháp thì nó có hiệu quả đặc biệt. Rồi khi tâm an tịnh, thưa quý vị, do tâm an tịnh nên chế ngự được triền cái hỷ phát sanh, khinh an sanh, thiền chi sinh khởi lên. Cho nên giáo pháp đề mục tùy niệm pháp đó, gọi là đề mục của thiền. Nhưng mà vì do tâm bận niệm tưởng nhiều khía cạnh của những ẩn đức của pháp, của những ẩn đức pháp, nên vị ấy chỉ đạt đến cận hành định Upacara Samadhi, chứ không đưa đến, chứ không đắc được an chỉ định. Lại nữa, như đối với một vị tỳ kheo chuyên tâm niệm tưởng đặc tính cao quý của giáo pháp, vì thấy những đức đặc biệt của pháp nên vị tôn trọng pháp, tịnh tính pháp, vị sẽ được nhiều hạnh phúc, nhiếp phục nỗi sợ hãi và có khả năng nhẫn khổ. Nhẫn khổ tức là chịu đựng sự khổ. Tâm vị ấy hướng đến sự thành tựu pháp. Ở đây thưa quý vị, một vị tỳ kheo dầu sống ở làng mạc núi rừng nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà vị này thật sự sống ở trong giáo pháp và hằng niệm tưởng giáo pháp như vậy đó, thì vị ấy sẽ nhiếp phục được cái sự sợ hãi, và dầu cho có cái sự khổ phát sanh lên như là đói khát hay nóng quá lạnh quá, vì đó khanh nhận được. Và vì đó lúc nào tâm cũng thiết tha hướng đến sự thành tựu giáo pháp. Nhưng Phật giải pháp của kinh rằng vị tỳ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời
chánh pháp. Một trường hợp nữa là khi cái hoàn cảnh đưa đẩy và sẽ phạm giới, thì vị tỳ kheo ấy có ý thức tàm quý mãnh liệt khi tưởng nhớ giáo pháp cao quý. Đó là cái hiệu quả thứ hai cho vị tỳ kheo. Hiệu quả thứ ba là nếu như vị tỳ kheo hành giả hay là vị tỳ kheo vị hành giả cư sĩ không thâm nhập được cái gì cao siêu hơn, tức không có đắc thiền hay đắc đạo quả, thì ít ra cũng tiến đến một sanh hữu an lạc. Cái sanh hữu an lạc ở đây tức là chỉ cho những cái cõi tái sanh an vui như là cõi trời, cõi người. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta xin niệm pháp. Cho nên khi mà chúng ta tu tập về cái pháp môn tùy niệm pháp đó, chúng ta phải là người có niềm tin ở giáo pháp, có sự tu tập thực hành theo giáo pháp, phải có cái tâm ngưỡng mộ giáo pháp. Rồi sau khi học thuộc nhớ đến 6 cái ân đức pháp gọi là Tamaguna ở cái nơi thành, hoặc là sau khi đã tu thì đã hành thiền với điều một hơi thở xong, còn lại 5-3 phút ngồi bắt đầu xin niệm về giáo pháp để cho cái tâm quan hỷ, nó sẽ đưa đến nhiều cái lời lạc, nhiều cái sự an vui. Chúng ta tu tập thiền định nếu mà chúng ta suy niệm về ân đức Phật cũng được, mà suy niệm về ân đức pháp cũng được, hay là chúng ta suy niệm ân đức tăng cũng được, không nhất thiết là chúng ta phải suy niệm về 3 cái trường hợp này một lượt. Và trong bài kinh Thái Chắc Gác Sụt Tá, về kinh ngọn cờ, Đức Phật đã khuyến cáo với các vị tỳ kheo rằng thuở xưa giữa chư thiên và Atula có cái sự có chiến tranh với nhau để tranh giành cái cõi Ta Bà Tịnh Xá, cõi đau lợi. Có những lúc chư thiên thắng trận, nhưng mà cũng có những lúc các vị chư thiên thua trận. Và khi chư thiên họ thua trận, họ bỏ chạy. Nhưng mà hễ họ nhìn vào cái ngọn cờ của Đức Thích, ngọn cờ Đức Thích hay là ngọn cờ của Thiên Vương, thì cái tâm của họ cảm thấy giống bệnh. Họ không còn lo sợ nữa, họ mới quay lại để họ chiến đấu với Atula. Đức Phật này giống Đức Phật này dạy rằng cũng vậy, khi nào mà tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ, trong lòng có cái sự hốt hoảng, có sự kinh sợ, lâm dựng ngược, thì khi đó nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ niệm tưởng ân đức Phật, Itiviso Phật Va Rahang Sama Sambuddho v.v. thì cái nỗi lo sợ đó sẽ tiêu tan,
Và nếu như không có niệm tưởng ở Đức Phật thì niệm tưởng ở Đức Pháp, Svakato, Phata, Thamu, Sanditiko, Akaliko, vân vân, thì cái nỗi lo sợ sẽ biến mất. Nếu không niệm Phật, không niệm Pháp thì cũng nên niệm tưởng ở Đức Tăng. Một ngày mặt người tuần sau chọc tới thì do vậy cái phép, cái pháp môn tu tập tùy niệm vẫn có nhiều cái lợi lạc mà vừa với cái trình độ thấp của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ phải là có cái niềm tin, có cái sự tinh tấn, chúng ta đừng có lười biếng suy nghĩ thì chúng ta niệm Phật niệm Pháp được. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta lười hành thiền, chúng ta lười suy nghĩ ở Đức Phật Pháp đó, thì thôi, ta bao giờ được cái sự lợi lạc do tề chất cú ná, tức là do cái quy lực của ân đức, ta không có được. Thì chúng ta nên cố gắng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng vị chúng ta chỉ học một cái pháp môn niệm Pháp thôi, một cái niệm Pháp thôi, vì còn lại khoảng chừng 15 phút, nhưng mà 5 phút để chút phút không có, thì còn 10 phút. Trong 10 phút đó chúng ta không thể học một cách tóm tắt về cái pháp tùy niệm tăng được. Tùy niệm tăng có 9 cái đức tính cao quý của tăng. Và tăng là những ai, và các cách tu tập như thế nào, và được lợi lạc như thế nào, thì cái đó chúng ta chắc có lẽ phải 45 phút. Cho nên chúng ta sẽ để đó, để thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ học về pháp môn tùy niệm tăng. Còn bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chúc quý vị được sự an vui, tiến hóa trong Phật Pháp. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan thị chúc phúc Phật báo cho rùm. Nam mô Bụt Thầy. Vatasappamangalang rakkhanto sabbe devata sappabuddhana bhavena sada sati vantute. Phật vật tu sắp bằng mang là lăng rác khăn tu sắp bê đê vô ta sắp bình hàm mà nụ phá quê nê sá đà sá thị phong văn chú chê. Cầu xin gửi nhà quay đức của Phật nhà tự tăng các sanh lợi thường đến hóa của tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn.